Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay thì Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các dòng loa bow, các dòng cục đẩy công suất cũng như là van và đầu giải mã DC. Video ngày hôm nay thì Dũng cũng sẽ đưa ra một mức giá rất đặc biệt, đó là mức giá giảm từ 400 cho đến 500 ngàn trên một cặp loa bow. Thì Dũng đang chuẩn bị về một đợt hàng mới nên đây là một dịp để quý vị và các bạn mua được những sản phẩm với chất lượng rất tốt của Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá rất ưu đãi. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng vẫn áp dụng đầy đủ các chế độ hậu mãi, hàng bao zin, bao xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Video ngày hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn các dòng loa bow 301 AV Monitor, 301 Series 4, 301 Series 3 và các dòng 201. Những sản phẩm này thì Dũng đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng, series trùng số và tất cả đều là hàng bãi xịn về từ nước ngoài, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Tất cả đều có e căng đầy đủ. Đây là e căng của 301 AV Monitor, màu đen và màu xám. Trước mặt quý vị và các bạn xin giới thiệu đó là mẫu loa bow 301 AV Monitor, nhiều anh em còn gọi là loa bow chì đỏ. Chúng ta dùng đúng từ là 301 AV Monitor. Ngày hôm nay thì Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp, một cặp màu đen và một cặp màu xám. Với cặp màu xám này thì khá hiếm trên thị trường. Mẫu loa này sử dụng một loa bát loại 20cm và hai loa chấp giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Đặc biệt hơn nữa, với các củ loa của dòng 301 AV Monitor đều là củ nam châm kép có bọc từ chống nhiễu, rất chắc chắn và rất kỹ lưỡng. Bộ lọc sử dụng đến 3 bóng đèn bảo vệ, rất an toàn. 301 AV Monitor là dòng loa kiểm âm cao cấp của thương hiệu Bow với phân khúc giá chỉ ngoài 10 triệu. Những hàng này được sản xuất tại Mỹ hoặc Mexico hoặc Canada. Tất cả đều là hàng chính hãng, zin, xịn. Công suất cực đại là 150W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm dưới 30m². Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp hoặc hỗ trợ thêm một chiếc loa subwoofer, loa siêu trầm. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ mẫu loa này là 15,5 triệu. Video này Tiến Dũng sale giảm 500 ngàn, chỉ còn lại 15 triệu. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của những cặp loa bow này đi các tỉnh khoảng 250 ngàn tùy theo xa gần. Tiếp theo trong video này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là mẫu loa bow 301 Series 4. Tiến Dũng đang có hai màu, màu đen và màu vân gỗ. Tất cả thông số cũng như là chất lượng sản phẩm là như nhau, chỉ khác về màu sắc. 301 Series 4 là mẫu loa cho tiếng bass tốt nhất trong các dòng 301, bao gồm Series 2, Series 3, Series 4 và Series 5. Mẫu này sử dụng một loa bass loại 20cm và một loa chép giấy loại 6cm phía mặt trước. Phía check bên hông hãng có trang bị thêm một loa chép nữa loại 8cm. Mẫu loa này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, công suất hiệu dụng là 75W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. 301 Series 4 với tình trạng zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp, sử dụng bao zin, bao xịn. Mức giá thông thường là 9,2 triệu cho màu đen. Thì Dũng sale giảm 400 ngàn cho mẫu này, chỉ còn lại 8,8 triệu. Phía trên là mẫu loa 301 Series 4 màu gỗ, mức giá thông thường là 10,2 triệu, giảm 400 ngàn, còn 9,8 triệu. Những sản phẩm này Tiến Dũng vẫn bao zin, bao đúng xuất xứ hàng bãi xịn. Quý vị và các bạn có thể thấy trước màn hình những gân loa còn zin và màng loa còn xanh ngắt. Rất nhiều các anh em bình luận ở trên video của Tiến Dũng là shop này bán cao, shop kia bán thấp. Thì với một sản phẩm hàng cũ, hàng second hand đã qua sử dụng thì quý vị và các bạn hãy so sánh với độ đẹp là như nhau. Có những em mua chiếc rim 50 triệu thì chưa chắc đã là đắt và mua chiếc rim 10 triệu chưa chắc đã rẻ, phải không nào? Đồ cũ thì nó còn tùy theo tình trạng. Quý vị có thể thấy nước đồ của những sản phẩm hàng Tiến Dũng tuyển chọn rất đẹp. Và những sản phẩm này Tiến Dũng cam kết là chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là tiếp tục dòng 301 nữa, đó là 301 Series 3. 301 Series 3 hiện nay Tiến Dũng đang có hai màu, màu đen và màu vàng.
301 Series 3 là một mẫu loa rất đáng chơi của thương hiệu Bow, hàng Mỹ sản xuất tại Mexico. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chấp giấy loại 8cm. Bộ lọc cũng được trang bị bóng đèn như hai mẫu vừa giới thiệu. 301 Series 3 bản vỏ màu vàng thì giúp phục vụ giá thông thường là 16 năm, giảm 500, còn 16. Phía dưới là màu đen, giá thông thường 13,5 triệu, giảm 500, còn 13 triệu. Đây là một chương trình thì Dũng muốn thu hồi vốn để chuẩn bị cho những đợt hàng mới đang về liên tục tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Những sản phẩm này thì Dũng vẫn bao dịp, bao đúng hàng mỹ xịn, quý vị lưu ý. Phía bên đây là các dòng 201 rất nổi tiếng. 201, 25 mã Music Monitor, mức giá thông thường 5 triệu. Trong đợt hàng vừa rồi thì Tiến Dũng sale giảm 200, 4 triệu 8 và trong đợt này giảm thêm 300 ngàn nữa là còn 4,5 triệu. Đây là một cặp loa rất đáng chơi, chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ hoặc hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke lớn. Tiếng trung âm và tiếng chép của nó rất tốt. Phía dưới này là 201 AV Monitor. Chúng ta đọc đầy đủ là 201 Audio Video Monitor. Một bát 16 và một loa chép loại 6cm. Các cổ từ đều là bọc chống nhiễu nam châm, rất chắc chắn và khả năng kháng nhiễu rất tốt. 201 201 Audio Video Monitor. Loa này được sản xuất tại Canada. Hiện nay Tiến Dũng còn đang có cả bản USA với giá trị và chất lượng là như nhau. Mức giá thông thường của 201 Audio Video Monitor thì Dũng phục vụ là 6 triệu. Trong thời gian vừa qua thì sale giảm 200 là 5 triệu 8. Và trong đợt này Tiến Dũng sale giảm thêm 300 ngàn nữa, chỉ còn lại 5 triệu 500 ngàn. Rút gọn từ lại thì 201 Audio Video Monitor thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 5,5 triệu. Và 201 25 mã Music Monitor mức giá chỉ 4,5 triệu. Đây là mức giá rất đặc biệt chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và vẫn lưu ý với quý vị và các bạn, khi chúng ta so sánh giá và sản phẩm thì chúng ta hãy tìm đúng độ đẹp, độ zin, độ xịn thì mới so sánh được với nhau. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc Man Power cục đẩy công suất của thương hiệu Crown đến từ Mỹ. Chiếc ở phía dưới rất nổi tiếng rồi, đó là Crown CTS 1200. Đây là một sản phẩm bán rất chạy trong thời gian vừa qua với phân khúc giá khá vừa túi tiền. Nhưng máy này cho âm thanh rất tốt. Thứ nhất, chiếc này sử dụng nguồn Sysin, tức là nguồn điện tử, nguồn xung. Thứ hai, sử dụng đến 12 sò sắt vương miện. Trong này cho công suất ngõ ra là 600W trên một kênh, nó rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể phối ghép vào các dòng loa từ bass 40cm đổ lại. Các dòng bass 30cm chúng ta có thể chơi được cùng một lúc hai cặp. Crown Modern CTS 1200, mức giá Tiến Dũng phục vụ chỉ 12 triệu. Mức giá làng hiện nay khoảng 13 triệu. Và bên Mỹ vẫn còn đang bán mẫu này với giá mới khoảng 39-40 triệu. Với hàng second hand chúng ta sẽ mua được với mức giá tốt hơn rất nhiều. Phía trên này là một chiếc Crown cũng vừa được cập nhật ngày hôm nay, đó là CDI-1000. CDI-1000 có công suất ngõ ra khoảng 275W trên một kênh. Chiếc này có mức giá rất tốt, mức giá chỉ 10 triệu. Hai sản phẩm này đều là hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Với chiếc 1200 sử dụng điện 120V và với chiếc CDI-1000 sử dụng điện AutoVol, tức là 100V cho đến 240V. Tất cả Tiến Dũng đều bao zin, bao xịn. Phía trên này là combo rất quen thuộc của hai sản phẩm đến từ thương hiệu Gutin. Chiếc vang Gutin Modern Brabus 5FX mức giá chỉ 3,6 triệu. Và chiếc micro đèn Gutin Modern GMS-900E với mức giá chỉ 6,2 triệu. Đây là một combo rất đáng chơi của thương hiệu Gutin. Hàng của Đức, thương hiệu đến từ Germany, từ Đức. Và các sản phẩm này được sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Với những sản phẩm chính hãng này thì Dũng phục vụ là bao đúng hàng chính hãng và bảo hành 12 tháng chính hãng Germany. Với hai sản phẩm vang và micro Gutin, Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại dành riêng cho các sản phẩm này như sau: tặng một dây ba lăng Roen của Ý trị giá 450 ngàn cho chiếc vang và tặng theo một bộ dây ba lăng chuyển đổi ra 6 ly stereo cho chiếc micro Gutin trị giá 450 ngàn. Các sản phẩm này quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên hộp kèm theo phần quà tặng và bảo hành 12 tháng. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc đầu giải mã DC phân khúc giá trên dưới 5 triệu đồng bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Đó chính là Fio K5 Pro
Fio K5 Pro đạt chuẩn Hi-Res Audio. Chiếc này sử dụng giải mã AKM cho âm thanh rõ nét, độ chi tiết rất cao. Với Fio K5 Pro, hàng của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, giữa hợp chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn cao cấp khắt khe nhất của thiết bị điện tử Mỹ và châu Âu. Sản phẩm Fio K5 Pro tín dụng phục vụ với mức giá là 4 triệu, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Và phía bên đây là Tobin D50S. Tobin D50S cũng là một chiếc đầu giải mã DC bán rất chạy trong thời gian vừa qua, bán chạy trên toàn cầu. Với chiếc này cũng đạt chuẩn Hi-Res Audio, giải mã 32bit lên đến DSD512. Hàng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ và châu Âu, dốc chuẩn CE và FC. Quý vị và các bạn khi mua các sản phẩm điện tử thì chỉ cần nhìn thấy các tiêu chuẩn CE và FC thì cũng sẽ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Chiếc này có kết nối cổng Bluetooth, còn chiếc Fio K5 Pro thì không có Bluetooth. Anh em nào chỉ muốn kết nối với TV, với máy tính thì chúng ta lựa chọn với Fio K5 Pro, mức giá 4 triệu. Và anh em nào muốn chơi Bluetooth thêm nữa thì chúng ta lựa chọn với Tobin D50S. Chiếc Tobin D50S với mức giá là 5,2 triệu. Riêng cho hai sản phẩm này thì Dũng đang có chương trình khuyến mại quà tặng như sau: tặng theo một cặp dây AV Ý, một dây quen và một cục nguồn 5V adapter 5V cho chiếc Tobin D50S. Và với Fio K5 Pro thì hãng đã có tặng kèm adapter, nên thì Dũng sẽ tặng kèm theo là hai món quà dây AV và dây quen. Hai món quà này trị giá 600.000. Quý vị và các bạn sẽ nhận với các sản phẩm này là hàng chính hãng, nguyên hộp mới 100%, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Thủ tục qua mua sản phẩm này rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán chuyển tiền trước cho Tiến Dũng một lượt đủ, Tiến Dũng bao phí vận chuyển, hoặc đặt cọc trước 1 triệu cho hai sản phẩm này. Tiến Dũng sẽ ship đi và quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển các sản phẩm này đi các tỉnh khoảng 100.000. Phía dưới này là chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio, đó chính là đàn ông PMA 2035 mã với mức giá 19. Đây là một chiếc rất đáng chơi của thương hiệu đàn ông Nhật. Và phía bên đây Tiến Dũng cũng vừa về một chiếc loa subwoofer của thương hiệu Mỹ, đó là Infinity. Đây là e căng của nó, e căng bằng lưới vải màu kem rất đẹp. Chiếc Infinity model 100S, chiếc này cho âm thanh rất tốt, ngoại hình của nó cũng rất đẹp. Một bát loại 25cm, màng carbon và gân cao su, gân của nó rất mềm và bền theo thời gian. Infinity chiếc này với phần assembly có văn hoa rất đẹp, và đây là giao diện phía mặt sau. Chiếc này sử dụng điện 120V, công suất nguồn là 3A. Các cổng kết nối ngõ vào là dạng jack RCA và dạng jack bắp chuối. Chúng ta có đầy đủ các chế độ low filter, đảo pha và chế độ bass. Sản phẩm này hàng về trực tiếp từ Mỹ với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Chiếc Infinity model 100S này sẽ phù hợp cho các không gian nghe nhạc và hát karaoke tầm trên dưới 30m2. Sản phẩm này với mức giá rất tuyệt vời, chỉ 7.500.000, quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Quý vị có thể sử dụng một cặp loa Bose 301 bất kỳ kết hợp với một chiếc loa sub này, chúng ta có thể chơi được trong các không gian tầm trên dưới 30m thì rất tốt. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình, hoặc quý vị có thể xem thêm tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày.